Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua có thể nói tất cả những người dân ở trên thế giới đều quan tâm đến chuyến đi của Tổng thống Donald Trump đến cộng đồng chung Âu Châu, đặc biệt là với NATO và đặc biệt nữa là với Quốc vương Anh. Tuy nhiên, điều mà tại Washington DC người ta nói đến trong vòng 10 tiếng đồng hồ, kênh truyền hình của CNN cùng nhóm Span đã đưa lên một cuộc điều trần tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Kính thưa quý vị, nhân vật được điều trần đó là một trong những cựu nhân viên đại diện cho FBI, đó là ông Peter Strzok, người đã hiện nay đã bị loại ra khỏi Ủy ban điều tra đặc biệt của công tố viên Robert Mueller. Đây là một cái cuộc có thể nói là điều trần kéo dài 10 tiếng đồng hồ đã gây ra nhiều hỗn loạn như quý vị đã từng xem qua màn ảnh truyền hình. Ông Peter Strzok đã mạnh mẽ bảo vệ hành động của mình trong những cái liên quan đến vấn đề gọi là email của bà Hillary Clinton và cuộc điều tra của Nga, và cố gắng giải thích những cái tin nhắn của ông đối với Trump với về vấn đề gọi là chống đối Tổng thống Donald Trump. Nhưng đảng Cộng hòa cũng vẫn không có gì, không có văn bản nào để chứng minh rằng ông Strzok là thiên vị và chống lại Tổng thống Donald Trump. Và đặc biệt là cái cuộc điều tra với những sự gọi là thông đồng của Nga với Ủy ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Đã có những cái cuộc cãi nhau rất là kịch liệt giữa các nhà lập pháp đến từ hai phía là Cộng hòa và Dân chủ, và đi đến để cho người ta xem thấy một cái sự khinh miệt tranh cãi giữa những nhà lập pháp ở ngay một cái buổi điều trần không đem lại một cái kết quả gì thực tiễn. Khi tất cả các sự việc kết thúc thì không có nhiều những suy nghĩ dường như đã thay đổi, và nhà phân tích quốc gia, kính thưa quý vị, đó là Josh Campbell cho biết là quốc hội hình như cảm thấy có một gì bị tổn thương và xấu hổ, trong khi ông Collison tuyên bố đó không phải là giờ tốt nhất của đảng Dân Chủ. Đó là những khoảnh khắc của những cái thời điểm mà chúng ta tham dự buổi điều trần ngày hôm qua tại Hạ viện Hoa Kỳ. Trong lúc đó thì một sự kiện lại nổi bật đến một ở Bộ Tư pháp. Kính thưa quý vị, Bộ Tư pháp, như Huyền đã theo dõi và thấy, Bộ Tư pháp đã có những hành động để ngăn chặn sự kết hợp của công ty AT&T và Time Warner. Sự kiện diễn biến như thế nào, thưa Như Huyền? Thưa quý vị, như quý vị cũng biết, công ty AT&T là công ty cung cấp những Internet và Cable và tất cả những cái đường dây ở trên toàn nước Mỹ. Và như quý vị xem TV đường Internet, thì AT&T đã mua lại Time Warner, và AT&T cũng là làm chủ của những công ty như là HBO, CNN và Warner Bros. Thì ngày hôm qua, Bộ Tư pháp cho biết họ đã sẽ kháng cáo phê duyệt một thẩm phán về sự thỏa thuận này, vì theo như họ cho biết rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng, và AT&T đã đổi tên Time Warner thành Warner Media. Và ông giám đốc CEO của công ty này nói rằng là ông không lo lắng về vấn đề điều này, vì họ sẽ đi lên cái cuộc thẩm phán cao hơn, lên cái kháng cáo cao hơn, và họ sẽ không có phải lo lắng về điều này, là sẽ mua lại và sáp nhập công ty của AT&T và Time Warner. Wow, đây là một cái sự gọi là kết hợp rất là mạnh mà người Bộ Tư pháp cho rằng là có thể đi đến tình trạng độc quyền, yeah, và một cái tình trạng là thao túng thị trường của media. Và làm nếu mà AT&T với là Time Warner kết hợp với nhau thì đây là một cái công ty rất mạnh. Rất là mạnh. Nhưng bên cạnh đó thì Fox cũng có một cái kết hợp với là công ty Disneyland và tất cả, yeah, những cái Century Fox, yeah, thì cũng là một cái sự có thể nói cạnh tranh giữa hai bên, và yeah, yeah. Nhưng mà bên AT&T thì cho rằng họ sẽ, họ không dù lo Bộ lắng Tư về pháp điều này, yeah, có đi đến một cái sự gọi là kháng cáo chống cự lại, họ cũng vẫn đi lên tòa trên. Lên tòa trên là DC appeal, oh, exactly, để kháng cáo cái điều này. Vâng. Yeah. Kính thưa quý vị, chúng ta nói đến một trong những sự kiện vào ngày 16 tới đây có cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin của Cộng hòa Liên bang Nga. Điều người ta nói đến một trong những sự kiện hai bên để sẽ phải bàn thảo đó về vấn đề Syria. Một trong những cái thị trấn mà có nơi nhiều cái trận chiến đẫm máu đã được diễn ra trong một cái thời gian trước đây, và hơn 7 năm đã được các lực lượng chính phủ ngày hôm qua chiếm lại. Và kính thưa quý vị, truyền thông của nhà nước Syria đã cho biết quân đội ngày hôm qua đã vào thị trấn Dara, một trong những thị trấn mà có thể nói vào năm 2011 đã rơi vào tay phiến quân, và là một trong những thị trấn đã được độc lập và không có gắn liền đối với chính phủ trung ương của Tổng thống Sarraj của Syria.
Kính thưa quý vị, Tổng thống Bashar al-Assad đã bắt đầu vào tháng 3 năm 2011 sau khi ông bị chế giễu và Assad bị có thể nói nhiều thế lực ở khắp nơi trên thế giới chống đối lại ngoại trừ Cộng hòa Liên bang Nga. Và ngày hôm qua thì ông đó cho hình và quân đội của Assad đến vào trong thành phố Daraa và trong đó ông đã đưa cái lá cờ của Syria lên để chấm dứt một cái khoảng thời gian dài trên 7 năm trời mà có thể nói là quân phiến quân đã khống trị Syria. Và điều mà người ta nói đến rằng sự kiện này có đem lại một cái kết quả thực tiễn như thế nào trong cuộc gặp gỡ đến đây giữa Tổng thống Vladimir Putin và ông Tổng thống Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, đó là Donald Trump. Sự kiện này chúng ta chờ xem vào ngày thứ hai tới đây sẽ có những cái cân nhắc kỹ lưỡng giữa hai bên. Và nhưng bên cạnh đó thì ông Tổng thống Donald Trump đã cho rằng ông Vladimir Putin không phải là kẻ thù, ông chỉ là một người competitor, tuy nhiên là một cái người cạnh tranh với ông mà thôi. Đây là một trong những sự kiện mà đây là một trong những cái sự kiện chính trị quan trọng hàng đầu của thế giới vào ngày thứ hai tới đây, thưa như vậy. Người ta cho rằng là như vậy. Một trong những sự kiện mà quý vị được thấy và được nghe nói đến nhiều, khi nào Như Huyền có biết rằng có nghe và có thấy rất nhiều về một chiếc máy bay chở Tổng thống Donald Trump đi không? Đó là chiếc Air Force One không? Kính thưa quý vị, chiếc Air Force One là một trong những chiếc máy bay đại diện cho Hoa Kỳ. Nó là một chiếc máy bay 747 của hãng hàng không Boeing chế tạo cho Tổng thống Hoa Kỳ. Chiếc này có nhiệm vụ chuyển tải và đưa Tổng thống đi kinh lý ở khắp các quốc gia ở trên thế giới. Và có thể nói một sự kiện mới mà người ta đã nói đến hôm qua qua lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump là có thể có một cái sự thay đổi lớn về chiếc máy bay này. Tổng thống Donald Trump hiện nay đang cho xem xét việc thay đổi cái màu sắc đã được trang bị trên chiếc máy bay trong nhiều thập niên qua. Và cái người mà đưa ra cái màu sắc này chính là Tổng thống John Kennedy và phu nhân của ông. Chiếc phe Air Force One có một màu xanh dương và trắng mang bề ngoài cái tính biểu tượng của nó đối với vị tổng thống mà được dân chúng Hoa Kỳ mến chuộng, đó là Tổng thống John Kennedy và bà Jackie. Ken Watt là một người đã viết không quân lịch sử của các tổng thống và ông ta nói tất cả đều là một phần của toàn bộ mô hình này. Và cố gắng tạo ra một cái tầm nhìn rộng hơn về chức tổng thống như một văn phòng năng động và một văn phòng quyến rũ và qua chiếc máy bay của họ. Nhưng Tổng thống Donald Trump hoàn toàn sẵn sàng để tăng cường rất nhiều các tiêu chuẩn của Washington và các công ước của Washington và nó xuất hiện bao gồm Air Force One. Kính thưa quý vị, Air Force One là một được thấy trên đường băng vào ngày tháng 6 năm 2018 tại Rolls Bay, Andrew, Maryland bằng những hình ảnh đẹp không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Và ông Trump đã thực hiện một bước đột phá khi đàm phán riêng với công ty Boeing để cho hai chiếc máy bay 747 mới, chúng sẽ được phân phối vào khoảng năm 2020 trước khi nhiệm kỳ của đầu tiên của Tổng thống Donald Trump chấm dứt, nhưng có thể làm giảm cái vé bề ngoài mang tính biểu tượng cho một cái thiết kế và trong đó có màu đỏ, màu trắng và màu xanh lấy từ cảm hứng của Tổng thống Donald Trump. Không còn là màu trắng, màu xanh dương và màu xanh đậm mà sẽ có thêm màu đỏ, đó màu là đỏ. Ông Trump không phải là vị tổng tư lệnh đầu tiên thay đổi cái chiếc máy bay này. Tổng thống Harry Truman đã để lại một cái dấu vết đặc biệt. Tổng thống Roosevelt cũng giống như là đưa ra một cái hình thức gọi là independent về vấn đề độc lập và bắt vào bắt người ta. Nhưng Tổng thống Eisenhower có một chiếc máy bay phản lực đầu tiên với một công việc là sơn quân sự, cái tắc màu sơn quân sự là tiêu chuẩn của ông. Nhưng tất cả các tổng thống kể từ Tổng thống Kennedy đã ở lại với cái nhìn với do ông Tổng thống Kennedy tạo ra, đó là hình dáng mà Tổng thống, cái màu sắc mà Tổng thống Kennedy đã lựa chọn. Nhưng bây giờ thì chắc là Tổng thống Donald Trump sẽ thay đổi này và đặc biệt là ông thay đổi cái giường nằm ở trong cái chiếc Air Force One luôn. Đây là một cái chỉ mối quan tâm rằng Tổng thống Donald Trump nhiều người sẽ cảm thấy và đón nhận chiếc máy bay này để đi quá xa và cái việc thay đổi chiếc máy bay này mang tính biểu tượng này rất nhiều người quen thuộc và người ta tự hỏi cái chiếc máy bay, cái hình ảnh và cái màu sắc chiếc này nó đã gắn liền với người dân Hoa Kỳ trong nhiều thập niên qua và nó mang cái hình ảnh của hiền hòa của người dân Hoa Kỳ. Thế tại sao nhiều câu hỏi đặt ra là tại sao phải làm như vậy, thưa như vậy? Thưa quý vị, như một thông tin cho biết rằng là khi quý vị ăn McDonald's salad, ngày hôm nay thì nhớ cẩn thận vì theo thông tin cho biết hơn 100 người bị đau tại Illinois và Iowa là đã bị đau vì ăn salad của McDonald's vì có tin rằng có vi khuẩn, parasite là vi khuẩn phải quan trọng ở trong salad đó. Nên quý vị cẩn thận và
vì sự việc này vẫn còn đang nằm trong điều tra. Và khi quý vị mua McDonald's thì nhớ cẩn thận của Salad, vì hiện tại tất cả những người, gần như là 100 người đã bị đau bụng. Và như khi mà có parasite ở trong cơ thể mình thì các quý vị sẽ thấy rất là, nó kéo dài trong vòng vài ngày, tiêu chảy, bụng có hơi và người đau bụng và nhức đầu thì làm cái điều đó, tức là nó kéo dài khoảng chừng 3-4 ngày thưa quý vị. Nên quý vị cẩn thận và kiểm tra với là bác sĩ của mình. Kính thưa quý vị, trong một thời gian ngắn tới đây, Quốc hội của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để đưa dự luật gọi là dự luật đầu tư về ba cái gọi là thí điểm đặc khu của Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc để ra điều trần trước Quốc hội của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong một thời gian tới đây, Little Sài Gòn TV chúng tôi và Cà Phê Sáng chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một vài cái nhận xét và một vài cái hội ý của những nhân vật và các những người am hiểu về tình hình chiến lược tại Việt Nam về ý nghĩa của đặc khu như thế nào, tại sao đặc khu lại ra đời lúc này và đặc khu bao gồm tất cả những cái sự việc đem lại một cái kết quả gì thực tiễn cho Việt Nam, và đặc khu có nghĩa rằng là một trong những hành động gọi là bát nước hay là không. Trong tương lai, một ngày gần đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một cái chương trình đặc biệt gọi là đặc khu, dự luật đặc khu đến với Quốc hội của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quý vị đang cùng với Nhi Huyền và Đoàn Trọng qua Cà Phê Sáng, mà chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.